Lưu ý, video này chỉ nhằm mục đích giải trí, không có ý bôi nhọ hay đả kích bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 5 Lạ Kỳ. Như các bạn đã biết, Scandal hay Scandal hoặc đẹp hơn một tí là Scandal, tạm dịch, vụ bê bối, vụ tai tiếng, đóng một vai trò không hề nhỏ trong sự nổi tiếng và thành công của rất nhiều ngôi sao. Đa phần các sao nhà ta dính Scandal là do không may hay tai nạn nghề nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều người do nhận thấy scandal là một cách hiệu quả và nhanh chóng để trở nên nổi tiếng, nên đã cố tình tạo ra những vụ tai tiếng và nhảy vào giới showbiz, trở thành sao trong một khoảng thời gian chóng mặt. Còn họ trở thành sao gì, trong bao lâu thì chúng tôi xin phép không bàn tới. Không chần chờ thêm nữa, hãy cùng chúng tôi đến với Top 5 Người Nổi Tiếng, nổi nhờ tai tiếng. Linda, cô gái chuyển giới trí tục. Linda là một cái tên dễ thương, vừa nghe đã gợi ngay ra nét đài trang, kiều xa diễm lệ. Tuy nhiên, cô Linda mà chúng tôi đề cập ở đây thì hoàn toàn khác. Cô đánh đá, chua ngoa, gay gắt, chửi bới không biết ngại. Ngay cả hàng đống gạch đá mà cộng đồng mạng tốn bao công sức ném đêm ném ngày cũng không thể khiến Linda chùn ngồm. Cô chửi đông, chửi tây, chửi ngay, chửi đêm. Đúng cũng chửi, sai cũng chửi, khen cũng chửi, chê cũng chửi, mà thậm chí góp ý cũng chửi. Linda chửi từ sao đến fan, từ thường dân đến người nổi tiếng, chửi không chừa một ai, chửi đến mức đối phương phải xây sở mặt mày, tím tái ruột gan. Cô chửi nhiều đến mức nhắc đến Linda, người ta nghĩ ngay đến những clip chửi bậy trên mạng của cô. Có clip cô chửi rất hoang dại, nhưng cũng có những video được đầu tư trải chuốt kỹ càng về mặt kịch bản, nên câu chửi đã thanh thoát, bay bổng, văn hòa hơn. Tự chung thì càng về sau, cường độ của những câu chửi càng lớn mạnh, tốc độ chửi càng lớn, khiến cư dân mạng hết sức đau đầu. Giữa bối cảnh tranh đấu giành quyền lợi cũng như thiện cảm cho cộng đồng thế giới thứ ba, thì việc chửi bới không ranh giới của Linda có vẻ đã làm cho tình hình tệ đi. Thậm chí nhiều người cho rằng Linda đang làm xấu đi hình ảnh của những người thuộc thế giới thứ ba và đang dần sử dụng chiêu trò để mong muốn được nổi tiếng. Nếu được dành một lời khuyên cho Linda, chúng tôi khuyên cô hãy chửi ít đi, bớt ngoao ngoắt và hoang dại để cư dân mạng có cái nhìn thân cảm hơn về cộng đồng thế giới thứ ba, những người vốn khác biệt và đang phải chịu thiệt thòi. Quần cun, cun xịt vàng. Trước hết, xin các bạn đừng rời video, dù sau đây sẽ có một số hình ảnh và clip khá phản cảm. Quần cun tên thật là Nguyễn Hoàng Mỹ, sinh năm 1991 tại Bình Định, lớn lên tại Đà Lạt. Anh bắt đầu được biết đến khi đăng tải những clip ghi lại cảnh ăn mặc lố lăng cùng những phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội. Trong clip, quần cun thường mặc độc một chiếc quần chip, xịp, tạo giác óng ẹo, mắt đều kính áp tròng khiến ai xem qua cũng phải dùng mình. Không hiểu anh học đâu ra cái cách tạo scandal khiến người xem phải nổi gai ốc toát mồ hôi như vậy. Dù sao thì cũng phải khá khen cho tài năng và diễn xuất của anh. Chỉ tiếc là nền công nghiệp phim cổ trang ở nước ta không phát triển. Nếu không, anh sẽ khiến các đạo diễn nhẹ đầu khi từ nay trở đi các vai thái giám sẽ không bao giờ cần casting nữa. Sau những video mặc xịp trong nhà, Quân dường như cảm thấy nóng bức nên quyết định ly tại đầm sen. Anh đã mang đến cho người xem một bộ ảnh có khả năng khiến những người yêu sen nhất, quý sen nhất trở nên căm thù sen, căm thù chụp ảnh tại đầm sen. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như còn một bộ anh Lui cùng World Cup đó thì phải. Ôi thần linh ơi. Thời gian gần đây, chàng hot boy này lại làm mưa làm gió với những clip khẩu chiến với phở đặc biệt. Clip thách thức đánh nhau với Kenny Sang hay tung MV anh với những cảnh quay không khác phim cấp 3 là bao. Tuy nhiên, đứng trước sóng gió của những scandal, Quân Cun không hề trốn tránh mà dõng dạc tuyên bố: tôi làm tôi chịu, nếu ghét tôi hãy chỉ tôi, đừng chỉ gia đình tôi, họ vô tội. Tôi gạt lại những hành động phản cảm, ít ra Quân Cun vẫn sở hữu giọng hát ở mức độ có thể chấp nhận được, nhưng cũng không đủ tài năng để lọt vào vòng sơ tuyển Việt Nam Idol, dẫu anh đã quỳ lại và xin giám khảo. Dù sao thì cũng chúc anh cố gắng luyện giọng cho tốt và mong anh đừng mặc xịt vàng hay lui ngoài thiên nhiên nữa. Bà Tư, Lê Thị Huyền Anh. Điều đầu tiên, chúng tôi cảm thấy Huyền Anh đã rất may mắn và có phần được nể nang khi đã không dính nghi án đạo tên từ hai vị nữ anh hùng dân tộc, hai bà Trừng. Nhưng người hỏi tôi: anh Tưng nghĩa là gì hả anh? Chúng tôi xin được trả lời luôn. Tưng ở đây nghĩa là Tưng hoặc Tưng Tưng hay Tưng Tưng gì đấy, tùy cách hiểu và trí tưởng tượng của các bạn. Quay trở lại với câu chuyện, thì chị Tưng được biết đến vào năm 2013 sau khi đăng tải những clip mát mẻ và những chiêu trò rẻ tiền mong đặt chân vào showbiz Việt, như không mặc áo ngực nhảy gentleman, dạy giáo dục sinh lý hay y tá hở hang.
Bà Từng, Lê Thị Huyền Anh thì điểm đó bỗng dưng trở thành mối quan hệ, mối quan tâm hàng đầu của giới trẻ và cộng đồng mạng. Thậm chí hiện tượng bà Từng còn trở thành một chủ đề nóng trên kênh VTV của đài truyền hình Việt Nam. Từ đó, bà Từng luôn gắn với những phát ngôn phản cảm và khởi xướng trào lưu thả rồng gây náo loạn giới trẻ trong suốt năm 2013. Sự táo bạo của bà Từng có người hưởng ứng, có người ngao ngán, nhưng dù có bị cư dân mạng ném đá thì cô gái trẻ này vẫn không hề ngại ngần việc tiếp tục thể hiện các chiêu trò riêng. Đấy là bề nổi của tảng băng. Sau đây, những người thực hiện top 5 sẽ được các bạn đến với những phần mà ít ai biết đến. Sự thật là Huyền Anh không một mình gây dựng nên cờ đồ. Sự nổi tiếng đến mức có những lúc bà Từng trở thành từ khóa hot gấp 10 lần Ngọc Trinh, bị nghi là được dàn xếp, sắp đặt bởi cả một ekip ủng hộ. Nếu xét về khía cạnh lăng xê thì đây chính là ekip chuyên nghiệp nhất Việt Nam khi đã đưa Huyền Anh, cô gái không ai biết là ai, trở thành một cô gái thả rồng mà ai cũng biết, một đứa con hư của showbiz, hư đến nỗi đích thân cục nghệ thuật biểu diễn đã phải cấm cô diễn trên toàn quốc. Chưa dừng lại ở đó, ekip này còn tài tình ở chỗ họ có thể biến gái ngoan thành gái hư, giờ đây lại có thể biến gái hư một lần nữa trở thành gái ngoan. Để làm gì á? Để phục vụ mục đích của họ. Thế mục đích của họ là gì? Xin lỗi, tôi không phải người trong ekip. Thật vậy, kể từ sau khi bị cấm diễn, Huyền Anh sống ẩn một thời gian chờ cho dư luận lắng xuống, sau đó quay trở lại với hình ảnh nết na, thủy mị, trong sáng. Cô đi chùa, làm từ thiện, ăn mặc gọn gàng, kín đáo, tất cả mọi thứ rất chỉnh chu, hoàn hảo. Nhìn chung thì cho đến thời điểm hiện tại, bà Từng đã không còn khiến cư dân mạng dậy sóng nữa. Có vẻ như cái mục đích mà không ai biết là gì đấy đã đạt được, sẽ không còn thêm chiêu trò gì đặc sắc nữa nếu không tính cục kiss cam gần đây. Kenny Sang, hot boy đẹp trai nhất Việt Nam. Kenny Sang tên thật là Nguyễn Thị Sang, Nguyễn Thành Sang, sinh năm 1991. Anh được biết đến với biệt danh hot boy đẹp trai nhất Việt Nam do Sang tự phong cho mình. Rất may là do anh ta tự phong. Chỉ nếu đúng đây là sự thật thì một loạt cuốn từ điển sẽ phải thay đổi định nghĩa của từ đẹp trai. Không chỉ có vậy, Kenny Sang còn khiến cộng đồng mạng phát ngán với đầy rẫy những phát ngôn gây sốc như hot boy đẹp trai nhất Sài Thành, trả 10 tỷ cho ai chứng minh được mình trang điểm, hay muốn gặp tôi thì phải có tài sản triệu đô. Hoặc nếu không là hot boy số 1 Sài Thành mà chơi bóng đá, chắc giờ tôi cũng nổi tiếng ngang ngửa Ronaldo. Không chỉ có những phát ngôn gây sốc, Kenny Sang còn tra tấn cư dân mạng bằng nhiều hình thức khác, nhưng nguy hiểm nhất là làm clip. Một trong số đó phải kể đến nữ hoàng Oppa Kenny Sang truyền kỳ thầm cùng độc chiến với tuyên bố: chị thấy chị đẹp ngang ngửa Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, cái kim có trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Với trình độ săn tin như thám tử của cư dân mạng, cùng khả năng siêu việt của đội ngũ paparazzi đông đảo, thân thế của hot boy đẹp trai nhất Việt Nam dần dần cũng lòi ra. Hóa ra Sang không phải danh gia bồng tộc, càng không phải giàu kích xù như mọi người vẫn nghĩ. Bố của hot boy sống ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải ở Mỹ, và ông cũng sống rất bình dị, chứ không hề hào nhoáng. Trong khi đó, mẹ Sang sống ở xã Tân Quý Tây sau khi ly hôn với bố Sang. Thậm chí, nhóm phóng viên cũng đã điều tra và gặp được rất nhiều người dân sinh sống lâu năm tại địa phương. Sau khi xem ảnh và xác nhận Kenny Sang chính là Nguyễn Thành Sang, nhiều bà con đều khẳng định thành niên này chém gió trên mạng. Giờ đây, Kenny Sang đã đạt được mục đích ban đầu, đó là sự nổi tiếng đến mức khó tin. Anh cũng đã thừa nhận thân phận của mình cũng như gia đình. Tuy nhiên, hot boy vẫn không ngừng hành hạ cư dân mạng với những clip hết sức kinh dị. Gần đây nhất, Sang có làm một video chúc các sĩ tử năm nay thi tốt. Chúng tôi chỉ hy vọng không có em nào chót xem clip đó, để lúc làm bài thi không bị giày vò, ám ảnh. Vậy, thấy chị chiều fan không nè? Lệ rơi. Lệ rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh ngày 28 tháng 7 năm 1987. Anh được cư dân mạng biết đến vào đầu tháng 6 năm 2014 trong một clip làm tặng bạn bè khiến cộng đồng mạng chao đảo. Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không thể hình dung được tại sao những clip của Lệ Rơi lại có sức hấp dẫn lớn đến như thế. Vì thân hình của Lệ Rơi ư? Không, hay vì giọng hát của anh ta? Lăng âm xa dần rồi, lăng âm xa dần. Càng không. Nhưng dù sao đi nữa thì Lệ Rơi cũng đã thực sự nổi tiếng sau clip hát không ra hát, đọc không ra đọc mà cũng chẳng giống làm thơ đó. Điều đáng bàn ở đây đó là Lệ Rơi nổi tiếng theo một cách rất ngược đời. Lâu nay người ta hâm mộ người có ngoại hình đẹp, giọng hát hay, hay chí ít thì cũng phải có thành tích nổi bật hay tài năng xuất chúng. Giờ đây người ta đổ xô đi hâm mộ một anh chàng không đẹp trai, hát không hay chứ chưa muốn nói là quá dở. Những bản cover của Lệ Rơi có thể khiến chính nhạc sĩ sáng tác còn phải ngờ ngợ không biết đây có phải là bài hát của mình hay không. Đấy vậy mà người ta thích, thích một cách điên cuồng, rồi tung hô, rồi dè biểu. Sau hit đầu tay, Lệ Rơi đẩy mạnh tốc độ làm clip, gần 150 video trong vòng 1 tháng.
thật không thể tưởng tượng được. Lệ rơi hot đến mức chỉ cần bạn gõ từ khóa lệ rơi lên Google sẽ có ngay gần 3 triệu kết quả trả về. Mặc dù con số này chẳng đáng là bao khi đem so sánh với 100 triệu kết quả khi bạn tìm kiếm với từ khóa top 5 lạ kỳ. Lệ rơi có hai câu nói khá kinh điển: 28 một khoai ngứa chừa cứa cổ tay ai, và các bạn có lòng thì mình có dạ, các bạn có nước mắm thì mình có mắm tôm. Ấy vậy mà đã có thời gian lệ rơi tuyên bố giải nghệ do phải chịu quá nhiều áp lực. Hẳn là các bạn có nhiều nước mắm quá mà nhà lệ lại không đủ mắm tôm. Tuy nhiên cũng chẳng quá lâu sau khi rớt áo ra đi, lệ rơi trở lại với thị phi của showbiz. Và lần này lệ rơi cũng không còn ngờ nghịch, anh đã lợi hại và hoang dại hơn xưa. Lệ thay đổi kiểu tóc, giao lưu trực tuyến với độc giả, ra mắt phim ngắn với người bạn gái chứa danh Chippy Pola, thậm chí khoe MV ca nhạc cùng với ca sĩ Châu Khải Phong. Còn một điều nữa lệ rơi làm được, đó là anh đã xuất hiện rất nhiều lần trên các kênh sóng của VTV. Anh đã tham gia đóng tiểu phẩm trong chương trình Thông điệp cuộc sống trên VTV2, tham gia đóng phim Phụ nữ là số 1, thậm chí anh còn là khách mời của chương trình Cuộc sống từng ngày được phát sóng trong khung giờ vàng trên VTV1, khiến khá nhiều người sửng sốt. Chưa dừng lại ở đó, lệ rơi còn khiến Trấn Thành và Việt Hương cười rung ghế khi tham dự chương trình Thách thức danh hài trên kênh truyền hình HTV7, hay gây ra vụ tắc đường lịch sử khi hợp sức hát dăm cùng Khánh Bàn Trải và Hot Boy Kẹo Kéo. Đến tháng 4 năm nay, lệ quyết định từ bỏ thầy U, từ bỏ lũy cha làng cùng vừa nổi dấu yêu để nam tiến, xây dựng sự nghiệp. Anh thực sự là tấm gương sáng, là ví dụ điển hình cho câu nói không gì là không thể. Ngay bây giờ, nếu bạn là một người không đẹp trai, không hát hay, nhưng lại muốn xông pha showbiz, thì hãy ngay lập tức liên hệ với công ty của lệ rơi. Uầy uầy, gì mà công ty đấy bạn ơi? Ừ thì công ty thật mà bạn ơi. Đầu tháng 5 năm 2015, lệ rơi đã chính thức trở thành giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và giải trí lệ rơi, đồng thời mở luôn quán bún chả ba thằng khùng. Để tương xứng với địa vị giám đốc của mình, lệ rơi đã trao chút lại bản thân. Giờ đây trông anh với các nam ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc cũng 191 mười mấy. Thì thực mà nói, nhan sắc của anh có thể sánh ngang Lily Thê hay Choi Long Ốc. Trên đây là danh sách 5 người nổi tiếng, nổi nhiều tai tiếng. Hãy cho mình biết ý kiến của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn ủng hộ hay không ủng hộ nhân vật nào? Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất từ channel của bọn mình. Thời gian tới, những người thực hiện top 5 sẽ đa dạng hóa nội dung và đem đến một vài dạng video top 5 khác. Chúng tôi rất mong nhận được những phản hồi từ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Nổi da gà y những bộ phim ma của họ. Corridor là một món ăn nổi tiếng mà không dành cho người yêu bóng vía. Món mì kỳ dị này có đặt một con mực vẫn còn sống đang me nguẩy trên những cọng mì. Bạn sẽ được cảm nghe đôi xúc tu vẫn còn me nguẩy ấy trước khi vội vã và run sợ bỏ chúng vào miệng. Nhanh ngấu nghĩ nhất có thể, vì sợ đôi xúc tu ấy sẽ bám chặt cứng vào cổ họng và khiến bạn phải nhập viện.